Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên Youtube, kênh Trần Vân Vlog, bởi tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 26 bộ truyện nhân đạo đại Thánh, chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái, và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã định ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank, mời cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ... Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 26 của bộ truyện này. Nhân đạo Đại Thánh tập 26 Bốn người bốn tòa kỵ vừa trải qua một trận tranh đấu liều mạng kịch liệt. Mỗi người đều tiêu hao rất lớn. Hiện giờ dù cưng rắn xông vào trong chiến trường, cũng chỉ có thể phát huy ra tác dụng có hạn. Cho nên, dưới sự xuất lĩnh của lục dịp, một nhóm bốn người chỉ vòng qua vòng lại ở biên giới chiến trường, vùng vụt đến, vùng vụt đi, lôi kéo tinh lực của địch nhân, đồng thời tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Kiều Sảo Nhi ưa thích phương thức chiến đấu như vậy nhất, bởi vì linh khí trong tay nàng là trường tiên, khoảng cách công kích xa nhất, tu sĩ phe địch chỉ hơi sơ ý một chút sẽ bị nàng trực tiếp trói lại, hoặc là kéo ngã xuống đất mất đi lợi thế, hoặc là kéo tới bên người Bị tà kim liên thủ với tống hạt Giết chết Lục diệt không đi đoạt đầu người Bởi vì hắn có thuật pháp Chỉ thấy một con Lại một con chim lửa to béo Lọt vào trong trận doanh của quân địch Vận khí tốt Luôn có thể đạt được một ít thu hoạch Coi như vận khí không tốt Cũng có thể làm tổn thương Một vài tên xui xẻo Dưới sách luật như vậy Vốn thế cục bên Thái La Tông Đã có chút suy yếu hiện giờ áp lực đột nhiên tăng mạnh. Từng tu sĩ bị giết, ưu thế của Thanh Vũ Sơn cũng mở rộng từng chút, từng chút một. Trong đại điện, hàng gia nguyệt bất lực nhìn vào nơi giao chiến, nhìn từng điểm đen kia lần lượt dập tắt. Nàng cũng điều động du lịch đội nhà mình tiến lên trợ giúp, nhưng không nói đến những du lịch đội kia đã qua trợ giúp phải cần một chút thời gian. Chỉ cần tin tới chuyện Thang Vũ không có khả năng bỏ mặt những du liệp đội kia là đủ hiểu, quyết định này vốn chẳng mang tới hiệu quả gì nhiều. Y như rằng, mỗi du liệp đội tiến đến trợ giúp đều bị ngăn. Điều nhân thủ từ đỉnh núi phụ cận giết qua lại càng không thực tế. Bởi vì lần này Thanh Vũ Sơn không chỉ tiến đánh riêng một ngọn núi, ít nhất là năm sáu ngọn núi đều đang bột phát kịch chiến. Chẳng qua không một ngọn núi nào xuất hiện tình huống phân chia mạnh yếu rõ ràng. Chiến cuộc vẫn đang nóng bỏng, tử thương không lớn lắm, ngoài trừ chỗ chiến trường của đám người lục dịp. Nàng đã hạ lệnh rút lui, bởi vì nếu không rút lui, chỉ sợ những sư đệ sư muội vô dụng của nàng đều phải nằm lại bên trên ngọn núi kia. Nhưng muốn rút lui nào có đơn giản như vậy. Đây vốn là tranh đấu liều mạng trong chiến đấu nếu tùy tiện lộ phía sau lưng cho địch nhân Có đôi khi chỉ làm phe mình chết càng nhanh hơn thôi Nhất là dưới tình huống còn có bốn người lục dịp đảo quanh bốn phía Một trận chiến này đánh tới ban đêm mới kết thúc Trên ngọn núi song phương giao chiến Mùi máu tươi đậm đặc gần như không thể tan ra Khắp nơi đầy rẫy tàn chi thịt nát Khung cảnh giống như tu la địa ngục thi thể tu sĩ Thái La Tông trải dài từ đỉnh núi đến chân núi, gần như cách mỗi một đoạn lại có thể nhìn thấy một hai khối thi thể. Đây đều là người bị giết trong quá trình chạy trốn. Trận chiến này Thanh Vũ Sơn toàn thắng. Đám người lục diệp đã rơi vào tình trạng kiệt sức. Chiến đấu của bọn họ đã kết thúc và dưới sự dẫn dắt của tà kim, cả đội đang mãi rút lui về hậu phương. Nhưng lần đỏ sức ở giữa hai tông môn còn chưa kết thúc sau khi Thanh Vũ Sơn đánh xuống đỉnh núi kia, bọn họ không hề phái người lưu thủ. Người còn có lực đánh một trận lại tiếp tục điên cuồng công tới những ngọn núi phụ cận. Chiến đấu bên kia vẫn trong tình trạng giằng co. Phía đại điện, hàng gia Nguyệt tức giận gần như muốn đập nát ảnh Nguyệt Bàn. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, hai con người đỏ bừng nhìn qua thang vũ. Các người thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Thang Vũ hừ lạnh một tiếng nói. Còn chưa thấy Thái là tông người, thủ hạ lưu tình với Thanh Vũ Sơn chúng ta bao giờ. Trận doanh hai bên vốn đã đối lập. Người nói những lời vô nghĩa như vậy, không sợ kẻ dưới chê cười hay sao. Hàng gia Nguyệt cắn răng, ngẩng đầu nhìn về Tần Vạn Lý. Tần Vạn Lý đảo mắt trốn tránh, trong lòng cũng biết. Sợ là thời gian về sau, Tần Thị sẽ không quá tốt đẹp. Kỳ thật, cũng không phải gã muốn từ chối lời cầu viện của Hàng Gia Nguyệt. Thật sự là gã không còn dám dặn co nữa rồi. Nếu gã dám phái người trợ giúp Thái La Tông ở thời điểm này, thì ngày mai Thanh Vũ Sơn sẽ dạy cho bọn họ biết nên làm người như nào. Đây là giáo huấn đẫm máu mà Tần Gia đã dùng tính mạng của trăm vị đệ tử tổng kết ra. Nếu không phải giờ phút này ánh mắt của Hàng Gia Nguyệt quá dọa người, thậm chí gã còn muốn qua an ủi đối phương một câu, không nên quá cậy mạnh. Lại nói đúng là đắc tội Thái La Tông thật sự không tốt, nhưng gã phải cân nhắc tới tính mạng của tộc nhân Tần Gia trước tiên. Rất tốt! Hàng Gia Nguyệt giận quá thành cười. Trong lòng nàng đã biết, thế cục Long Tuyền hội lần này không thể lật ngược được rồi. Nàng ngẫm lại đủ loại bố trí trước đó đúng là đấu trí đấu dũng cùng cẩu tặc thang vũ quá mức là hung hiểm nàng cũng chỉ sai một bước vậy mà kết quả dẫn đến loại kết cục vạn kiếp bất phục nàng nhắm mắt đưa tay đặt trên ấn ký chiến trường phát ra một mệnh lệnh làm cho nàng cảm thấy đau lòng ngay lập tức rất nhiều điểm sáng màu đen trên một ngọn núi trực tiếp lùi về sau ngay cả những ngọn núi đang có giao chiến kia cũng thế mỗi điểm sáng màu đen dập tắt xuống đại biểu cho một tính mạng tu sĩ Thái La Tông trôi đi. Nàng không dám nhìn ảnh nguyệt bàn, sợ bản thân sẽ không nhịn được sửa đổi mệnh lệnh. Lý trí còn sót lại cuối cùng nói cho nàng biết, lúc này chỉ có thể mạnh mẽ chặt tay, nếu không Thái La Tông sẽ ngày càng lúng sâu vào vũng bùn Tại thời điểm quan trọng này, bốn người lục diệp vẫn đang trèo đèo lội suối. Tạ Kim đưa tin hỏi Hậu Phương biết rằng Đào Thiên Cương đã được cứu chữa, không còn nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này cả đám mới thở vào nhẹ nhõm. Mặc dù cả đám chỉ quen biết nhau trong mấy ngày ngắn ngủi, nhưng chính mấy ngày này, bọn hắn đã cùng nhau vượt qua từng lần tranh đấu liều mạng. Không thể nghi ngờ, giữa cả đám đã thành lập nên tình hữu nghị thật tốt. Tạ Kim lại không ngừng thông truyền cho mọi người biết tình huống của mặt trận tuyến đầu. Tống Hạc và Kiều Xảo Nhi nghe được bên phía Thái La Tông đang rút lui với quy mô lớn. Còn Thanh Vũ Sơn ráo riết bám đuổi trì sát, đều lớn tiếng khen hay. Giờ phút này, Lục Diệp đang kiểm tra tình huống của Y Y. Trước đó, vì giúp hắn, Y Y đã bị thể tu tầng 5 gây thương tích. Lục Diệp đã từng thấy loại thương thế này của nàng rồi, chính là thời điểm hai bên gặp mặt lần đầu tiên Y Y đi lấy phá chướng quả cho hắn. Lúc ấy khi Y Y trở về, thân thể nàng cũng lờ mờ đi rất nhiều, cần tu dưỡng một tháng mới chậm rãi khôi phục. Lục Diệp kiểm tra một phen, xác định y, y không có gì đáng ngại, chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian là được. Lúc này hắn mới yên tâm, hơn nữa thực lực hiện nay của hổ phát đã mạnh mẽ hơn trước kia rất nhiều cho nên thời gian khôi phục của Y Y sẽ không quá dài. Mãi đến sau nửa đêm, một nhóm bốn người mới trở lại thung lũng. Lều trại của Lục Diệp vẫn được giữ lại như cũ. Một linh đang chờ đợi, tất nhiên là một phen dốc lòng trị liệu. Nhưng trong quá trình chủ trị, Lục Diệp đã nặng nề ngủ say. Mấy ngày nay bôn ba bên ngoài, từng trận đại chiến liên tục diễn ra, quả thật là có chút mệt mỏi hắn vừa tỉnh ngủ trời đã sáng trên người còn phủ một tấm chăn lục diệp đứng lên ánh mắt có chút mờ mịt quay đầu nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của hổ phách lại nghe thấy bên ngoài lều trại có tiếng nói của kiều xảo nhi truyền đến cho ngươi ăn này là đồ tốt đó rất là thơm người nếm thử một chút là biết nè không ăn cũng đừng có cắn người buông tay ta ra Lục dịp mặc y phục xong thì đi ra ngoài, đã thấy cái miệng to như chậu máu của hổ phách cắn một cánh tay của Kiều Sảo Nhi. Thân thể Kiều Sảo Nhi vặn vẹo quá dị, buông rút cánh tay mình ra khỏi miệng hổ, nhưng mà không dám dùng sức quá mạnh, nhất thời cứ dằn co. Bốn mắt nhìn nhau, lục dịp nhíu mày. Làm gì vậy? Lúc này hổ phách mới buông cánh tay của nàng ra, đi đến bên cạnh lục dịp cọ cọ vào hắn. Trong tay Kiều Sảo Nhi còn gầm một miếng thịt thú đẫm máu dơ cao lên. Ta cho nó chút đồ ăn, vậy mà nó còn cắn ta. Nhất dịp à, thú sủng của ngươi thật lạ kỳ. Hổ phát lập tức gầm gừ, lục dịp nhìn nó lại nhìn Kiều Sảo Nhi. Ánh mắt dần trở nên không tốt. Đừng có hạ dược nó. Kiều Sảo Nhi lộ ra nét mặt mờ mịt. Dược gì? Hạ dược gì? ai muốn hạ dược chứ? Nhưng lục dịp đã xoay người bước vào lều trại, hổ phát cũng đi theo vào. Bên ngoài lều trại, Kiều Sảo Nhi nhìn trái nhìn phải, như kẻ trộm chột dạ thu miếng thịt thú trong tay vào túi trữ vật, nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng. Tin như vậy sao? Đương nhiên nàng không nói lục dịp mà là hổ phách. Sau đó nàng xoay người huyết sáo rời đi như không có việc gì. Hổ phách ngồi trên giường, ngậm một túi trữ vật từ bên cạnh đi tới, đặt gần người lục dịp. Đây là thù lao của Thanh Vũ Sơn. Lúc trước sau mỗi lần đại chiến chấm dứt, lúc bọn họ nghỉ ngơi hồi phục, thì tạ Kim sẽ đưa tới thù lao của ngày đó. Mấy ngày nay có thể nói, đám người Tống Hạc và Kiều Xảo Nhi kiếm được đầy bồn đầy bát. Lục dịp cầm lấy túi trữ vật, kiểm tra một phen, lại phát hiện bên trong chứa gần 180 khối linh thạch tuyệt đối là nhiều hơn thu hoạch ngày hôm qua. Nhưng suy nghĩ đến công hiến của Lục Diệp đối với cả trận chiến đấu hôm qua, đương nhiên là Thanh Vũ Sơn đã cho thêm. Tính cả tích góp khi trước, hiện giờ linh thạch của hắn đã lên tới hơn 560 khối. Đây không chỉ là thưởng công huân, còn có thu thập từ chiến lợi phẩm thu được. Thu sĩ Thái La Tông và Tần Gia bị giết, tuổi trữ vật đều bị Thanh Vũ Sơn đồng loạt thu hồi. Mỗi túi trữ vật giá 5 khối linh thạch, giống như thiên cơ thương mình, mặt khác còn có một ít linh khí cấp thấp, những chiến lợi phẩm này đều do tiểu đội 5 người chia đều. Lục Diệp kiểm tra ấn ký chiến trường của bản thân. Tên: Lục Diệp, thân phận: đệ tử Bích Huyết Tông, tu vi: 53 khiếu, vị trí: linh khê chiến trường, công huân: 368. Mấy ngày trước khi đến nơi này, hắn đã mở đến linh khiếu thứ 52. Mấy ngày nay lại mở ra thêm một khiếu. Chủ yếu là trong khoảng thời gian này cứ liên tục chiến đấu tiêu hao quá nhiều. Phục dụng linh đan đều dùng để bổ sung tiêu hao của bản thân, mới khiến cho tốc độ khai khiếu chậm đi. So với lúc hắn xuất phát từ Anh Sơn, công huân đã gia tăng rất nhiều, từ 174 biến thành 368 điểm, gần như đã tăng thêm 200 điểm có thể tưởng tượng được mấy ngày nay tu sĩ Thái La Tông chết dưới tay của Lục Diệp nhiều đến mức nào. Thế nhưng mà ngẫm lại cũng không kỳ quái. Ngày đầu tiên hắn xông vào Bách Phong Sơn, một đường đã giết hơn 10 người, sau đó đi theo tiểu đội tà kim hành động. Rất nhiều lúc đều tiêu diệt toàn bộ đội ngũ của đối phương, nhất là trận chiến cuối cùng hôm qua những tu sĩ bỏ chạy kia hoàn toàn không tránh thoát được du liệt đội đuổi giết. Bên cạnh đó, Linh Đan cũng tiêu hao rất nhiều. Mấy ngày nay, hắn đều cần bổ sung linh lực, cộng thêm gia hỏa hổ phách bụng to khủng khiếp. Lúc tiến vào Bách Phong Sơn có hơn 400 Linh Đan, hiện tại chỉ còn lại hơn 300 viên. So với tiêu hao thu hoạch tuyệt đối là nhiều hơn chút. Tổng thể lại, luật diệt tham dự Long Tuyền Hội lần này vẫn kiếm được cực nhiều hắn kiểm kê vật tư của mình xong lại tắm rửa thay y phục sạch sẽ mang theo hổ phách đi tìm đồ ăn cái khác không nói thanh vũ sơn cung cấp thức ăn vẫn rất tốt hơn nữa còn là cung cấp mọi thời điểm lúc mình muốn ăn tự đi qua là được trên đường vừa vặn gặp phải tạ kim hai người nói chuyện với nhau một phen lục diệm mới biết hôm qua bên phía thanh vũ sơn đạt được toàn thắng tu sĩ thái la tông lần lượt rút lui khỏi từng đỉnh núi có rút lại phòng tuyến. Hiện giờ trong 100 đỉnh núi, Thanh vũ Sơn độc chiếm hơn 50, sáng lập nên thành tích mà trước nay chưa từng có. Hơn nữa chiếu theo thế cục hiện giờ, rất có thể bọn họ sẽ tiếp tục duy trì hiện trạng này cho đến khi Long Tuyền Hội chấm dứt. Bởi vì kể cả Tần Thị lẫn Thái La Tông đều tổn thất rất lớn trong giao phong khi trước. Phê định đã không đủ người để chiếm giữ càng nhiều ngọn núi hơn bởi vậy duy trì hiện trạng là lựa chọn tốt nhất. Từ sau khi Tần Thị gia nhập vào Long Tuyền Hội, Thanh Vũ Sơn chưa lần nào đạt được thắng lợi rõ rệt như thế. Tạ Kim nói Thanh Vũ Sư Huynh có truyền tin tới, khen ngợi gã một hồi. Lục Diệp vừa nhét miếng thịt béo ngậy vào miệng, vừa nói. Nói như vậy, sau này không cần đánh nhau nữa sao? Xác suất lớn là vậy rồi. Tạ Kim gật đầu, trận chiến ngày hôm qua đã xem như cho Long Thuyền Hội một đoạn kết sớm. Lục Diệp hiểu rõ nếu đã vậy, hắn cũng nên nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thông thường, Long Thuyền Hội sẽ duy trì trong suốt một tháng, nhưng lần này mới bắt đầu hơn 10 ngày thôi, đã gần như kết thúc sớm, và hắn cũng không thể nào cứ chôn chân tại nơi này được. Dường như Tạ Kim đã nhìn ra tâm tư của Lục Diệp, lập tức liếc trái nhìn phải một hồi, rồi tiến đến bên cạnh lục diệp thấp giọng nói nhất diệp sư đệ đừng có vội đi thang vũ sư huynh nói chờ sau khi long tuyền hội chấm dứt tiểu đội chúng ta đều có thể tiến vào long tuyền lục diệp nhướng mày có chuyện tốt như vậy ư tạ kim cười nói hôm qua có thể thắng toàn bộ đều dựa vào sư đệ ngươi ngăn cơn sóng dữ thanh vũ sơn ta nói một là một sư đệ làm ra cống hiến to lớn như vậy, nếu còn không thể cho sư đệ ngươi chim cứ một danh ngạch. Vậy về sau, chúng ta cũng không cần chiêu mộ tán tu trợ trận mà làm gì. Đây là dùng ngàn vàng mua sư ngựa. Quả thật, trong ngọc giảng mà tạ kim giao cho khi trước, có nói nếu tán tu được chiêu mộ tới làm ra công hiến thật lớn với thanh vũ sơn, thì tán tu nọ có thể giành được một suất tiến vào long tuyền Lục Diệp cũng nghe Tống Hạc và Kiều Xảo Nhi nói chuyện phím về chuyện này. Thông thường, loại danh ngạch phân phối cho người ngoài này không được nhiều. Mỗi lần Long Tuyền hội, chỉ có khoảng chừng một hai người ngoài có thể theo đệ tử Thanh Vũ Sơn tiến vào Long Tuyền. Nhưng lần này lại có tới ba người. Kỳ thật, danh ngạch tiến vào Long Tuyền rất là trân quý. Thanh Vũ Sơn không chỉ muốn dùng danh ngạch cho đệ tử nhà mình, còn có rất nhiều tông môn tầm trung giao hảo với Thanh Vũ Sơn cũng có nhu cầu. Thường thường, khi Long Tuyền Hội vừa mới bắt đầu, những tông môn tầm trung này sẽ đưa một ít đệ tử có tư chất xuất sắc đến Thanh Vũ Sơn chờ kết quả. Nhưng bởi vì có khê ước khi trước, cho nên bọn hắn không thể nào nhúng tay vào Long Tuyền Hội. Cứ như vậy, danh ngạch phân phối cho tán tu sẽ cực kỳ trân quý. Dù sao đối với tu sĩ cấp thấp một lần tiến vào Long Tuyền rèn luyện thể khí, vẫn hơn phục dụng rất nhiều thiên tài địa bảo, về sau mặc kệ muốn đi theo con đường nào, thể lực cường đại một chút luôn luôn là chuyện tốt. Tạ Kim vỗ vỗ bả vai của Lục Diệp, rồi nói: "Sư đệ, không cần gấp gáp, rất có khả năng Long Tuyền hội lần này sẽ chấm dứt sớm. Dù sao thời gian của đám người như Thang Vũ Sư huynh cũng rất là quý giá." luôn ngây người ở nơi này không có ý nghĩa gì đâu. Cùng lúc này ở trước ảnh nguyệt bàn trong đại điện thuộc ngọn núi trung tâm, Thang Vũ khoanh tay trước ngực rồi đề nghị. Có thể kết thúc rồi, hai vị cảm thấy ra sao? Tần Vạn Lý quay đầu nhìn hàng gia nguyệt không dám hé răng. Hàng gia nguyệt cười lạnh nói. Lúc này mới tiến hành một nửa, gấp gáp mà làm gì? Đương nhiên nàng biết những gì Thang Vũ nói đều là sự thật. Trước mắt Thái La Tông hoàn toàn không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Nếu tiếp tục giằng co chỉ tổ lãng phí thời gian mà thôi, nhưng nàng lại không muốn để cho Thang Vũ vừa lòng như ý. Dù sao gã có nói gì nàng cũng lười nghe. Thang Vũ thản nhiên nói: lãng phí thời gian ở chỗ này có ý nghĩa gì đâu? Hàng Gia Nguyệt cười ha hả đáp: ta cảm thấy rất là thú vị. Dù sao, người lãng phí thời gian cũng không phải chỉ có một mình nàng. Nữ nhân này là điển hình cho loại người, hại kẻ khác cũng không lợi mình. Thang Vũ quay đầu nhìn rồi nói. Có phải người cảm thấy Thái La Tông có rút vào phòng tuyến như vậy là có thể yên tâm không lo? Hàng gia Nguyệt khiêu khích. Vậy người đến mà đánh xem, người còn dám đánh xuống hay sao? Thái La Tông có rút phòng tuyến cũng có nghĩa là lực phòng thủ tăng lên. Ngược lại, Thanh bổ Sơn độc chiếm 50 ngọn núi, nhân thủ đã trở nên phân tán. Cũng may, bọn họ đã chiêu mộ không ít tán tu, nếu không, thật sự không có thủ được. Nhưng mà muốn phát động tấn công lại là có chút khó khăn. Cũng vì hàng gia nguyệt nắm chuẩn điểm này mới có thể không kiên nể gì. Có thể nói, trước mắt, bất cứ bên nào đều đã đạt đến cực hạn của bản thân, bao gồm cả tần thị. Thang Vũ quay đầu nhìn chăm chăm vào hàng gia nguyệt một lúc lâu. Ngày sau đó lập tức truyền đạt từng đạo mệnh lệnh. Chỉ trong chốc lát, điểm sáng màu xanh trên ảnh nguyệt bàn bắt đầu động đậy. Tại một đỉnh núi thuộc tiền tuyến, tu sĩ giữ núi của Thanh Vũ Sơn đang nhanh chóng rút lui. Rất nhanh, một ngọn núi kia đã thành nơi vô chủ. Nhưng mà cùng lúc đó lại có từng chấm màu xanh từ mấy ngọn núi phụ cận phân tán ra hội tụ dưới chân một ngọn núi của Thái La Tông, hình thành một đội ngũ quy mô không nhỏ. Không chỉ như vậy, từ trong sơn cốc của Thanh Vũ Sơn, có 5 điểm sáng màu xanh dùng tốc độ cực nhanh tiến về phía trước. Nhìn thấy một màn này, khoay mắt của hàng gia Nguyệt co giật. Nàng ta hiểu được Thanh Vũ đang kéo du liệt đội kia ra ngoài. Nửa ngày sau, 5 điểm sáng màu xanh xuất phát từ sơn cốc hội hợp với tu sĩ Thanh Vũ Sơn ở biên giới, tụ tập dưới chân núi Thái La Tông. Điểm sáng rậm rạp chằng chịt không dưới 50 cái. Ngự hàng gia Nguyệt Phật Phòng sắc mặt bắt đầu chuyển thành khó coi. Thanh Vũ quay đầu nhìn nàng, không nói một lời. Tần Vạn Lý không biết hai người này đang làm điều bí hiểm gì. Càng không rõ vì sao Thanh Vũ Sơn lại muốn bỏ qua một ngọn núi để được động nhân thủ tập kết dưới ngọn núi của Thái La Tông. Trong phút trầm mặt, hàng gia nguyệt thở dài, đưa tay điểm lên ấn ký chiến trường của mình, truyền ra một đạo tin tức. Rất nhanh phi đối diện với ngọn núi vô chủ, mấy điểm sáng màu đen đã di động, chạy đến ngọn núi vô chủ chiếm cứ. Nhưng từ tốc độ di chuyển chậm chạp của mấy điểm đen là biết, trong lòng bọn hắn đều cực kỳ bất an. Nhưng cho đến khi bọn hắn leo lên đỉnh núi, chiếm cứ nơi đó, cũng không gặp phải bất kỳ tập kích nào lựa chọn sáng suốt. Khuấy miệng của thang vũ nhanh lên. Hàng gia nguyện lộ ra biểu cảm như bị móc rỗng, mở miệng nói. Long tuyền hội lần này cứ chấm dứt như vậy đi. Tần thị nghĩ như thế nào? Tần vạn lý còn có thể nghĩ như nào đây? Đương nhiên là lớn tiếng khen ngợi rồi. Và cho đến giờ phút này, gã mới chậm rãi phản ứng lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thoạt nhìn, thang vũ điều động một phen hào nhoáng như vậy, thật khiến cho người ta không hiểu nhưng mà trên thực tế gã lại đang bày ra hai lựa chọn cho hàng gia nguyệt lựa chọn đầu tiên là thanh vũ sơn nhường cho thái la tông một ngọn núi long tuyền hội chấm dứt nếu như hàng gia nguyệt chọn cái này đương nhiên ngươi mạnh khỏe ta tốt đẹp mọi người cùng vui nhưng nếu hàng gia nguyệt không nhận ân tình này lựa chọn thứ hai sẽ tới đám đệ tử Thanh Vũ Sơn tập kết khi trước sẽ lập tức phát động tấn công ngọn núi của Thái La Tông. Có du liệp đội kia ở đây, dù bọn hắn không đánh được ngọn núi này, tất cũng sẽ khiến cho Thái La Tông có tổn thất. Lại nói chỉ có hơn 10 ngày Long Tuyền Hội sẽ chấm dứt, chỉ cần có du liệp đội bách chiến bách thắng kia ở đây, Thanh Vũ Sơn có thể luôn luôn nắm giữ thế chủ động. Hai sự lựa chọn bày ra trước mắt chỉ cần hàng gia nguyệt còn có chút lý trí sẽ biết nên chọn cái nào cuối cùng hàng gia nguyệt không cứng rắn chống đỡ nữa mà đành phải phái ra mấy tu sĩ đến chiếm cứ ngọn núi vô chủ không nên xem thường một ngọn núi trong khu vực này nhiều một tòa hay ít một tòa sẽ có khác biệt thanh vũ sơn chiếm nhiều hơn một ngọn núi đó chính là độc chiếm một nửa mà chiếm thiếu một tòa đó chính là chiếm hơn bốn phần kết quả truyền ra ngoài như vậy sẽ khiến thể diện của thái la tông cũng đẹp hơn chút cho đến giờ phút này tần vạn lý mới hiểu được những góc khuất quanh co bên trong lập tức có chút lạnh rung quả nhiên khi gã kẹt tại chỗ hai gia hỏa âm hiểm kia đấu trí đấu dũng vẫn lộ ra quá mức ngây thơ cục diện đã đạt được đồng thuận của ba bên bọn họ cũng không lãng phí thời gian thêm rất nhanh ba người đã tuyên bố Long tuyển hội lần này kết thúc. Tin tức truyền ra, đệ tử ba nhà đều vui mừng. Đối với Thanh Vũ Sơn có thể nói những gì bọn họ trải qua trong Long tuyển hội lần này là thăng trầm liên tục. Vốn dĩ, Thanh Vũ Sơn còn không phải đối thủ của phe bên kia. Ngay từ ban đầu, bọn họ đã liên tiếp mất đi mấy đỉnh núi trong số 40 ngọn núi ban đầu. Nhưng tới cuối cùng là khởi tử hồi sinh dưới đủ loại điều động của Thang Vũ Sư Huynh, chẳng những áp chế được Thái La Tông và Tần Thị, mà cuối cùng còn đạt được chiến quả càng vượt xa bất kỳ một lần nào trước đó. Có phần công tích này trong tay, ngày sau địa vị của Thang Vũ ở Thanh Vũ Sơn nhất định sẽ bay lên thẳng tắp. Chỉ cần không có sai sót gì quá lớn, được các vị cao tầng trọng dụng là chuyện sớm hay muộn mà thôi lục diệp đang tĩnh tọa tu hành trong lều trại cũng nhận được tin tức từ tạ kim hắn thầm khen thanh vũ sơn này có hiệu suất cao thật buổi sáng tạ kim mới nói long tuyền hội sẽ kết thúc rất nhanh buổi chiều tin tức này đã được xác nhận mặc dù long tuyền hội đã chấm dứt dùng muốn tiến vào long tuyền rèn luyện thể lực còn phải chờ thêm một ngày bởi vì bên phía thanh vũ sơn phải sắp xếp danh sách tiến vào trong hơn nữa, những đệ tử tông môn khác đang chờ ở trụ sở, cũng phải lên đường chạy tới, sẽ mất một chút thời gian. Lục Diệp không để ý đến sự náo nhiệt bên ngoài, chỉ chuyên tâm tĩnh tọa tu hành trong lều trại. Chung quy, người bên ngoài náo nhiệt vẫn là người bên ngoài, chỉ có tu vi mới là của mình. Ràng sáng ngày hôm sau, Tạ Kim đã tới tìm Lục Diệp, thông báo cho hắn biết phía thanh vũ sơn đã xác định xong danh sách tiến vào long tuyền toàn bộ tiểu đội bọn họ đều nằm trong danh sách và phải lập tức chạy tới ngọn núi trung tâm để tập hợp chờ tiến vào long tuyền một lát sau năm người năm kỵ dưới sự xuất lĩnh của tà kim một đường trèo đèo lội suối chạy về ngọn núi trung tâm khác với trạng thái nhiệm vụ lúc trước lúc này trong đội ngũ tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ bởi vì Đào Thiên Cương trọng thương chưa lành, lại cười quá lớn, khiến cho thương thế bị ảnh hưởng, lập tức nhè răng trợn mắt một phen. Có thú cưỡi, đương nhiên tốc độ rất nhanh. Chỉ hơn nửa ngày, năm người đã chạy tới ngọn núi trung tâm. Leo lên đỉnh núi, một tòa đại điện cổ xưa lập tức đập vào mặt. Đại điện này đã tồn tại trong một khoảng thời gian không ngắn, dù sao Long Tuyền Hội cũng bắt đầu từ 100 năm trước bên ngoài đại điện đã có không ít đệ tử thanh vũ sơn đang chờ bọn họ thấy đám người tạ kim đến đều nhiệt tình chào hỏi tạ kim gật đầu đáp lại năm người chạy đến phía trước đại điện mới xoay người xuống thú tạ kim dẫn cả đám tiếng lên rồi ôm quyền sư huynh đã mang người đến vào đi bên trong truyền ra một tiếng nói hùng hậu tạ kim dẫn đám người lục dịp bước vào đại điện Lục dịp vừa vào trong đại điện, chỉ liếc mắt một cái đã thấy ảnh nguyệt bàn được đặt ở trung tâm. Thế nhưng, còn không đợi hắn quan sát cẩn thận, bỗng cảm nhận được một ánh mắt cực kỳ sắc bén đang nhìn chăm chăm mình. Lục dịp ngẩng đầu nhìn, lập tức đối diện với đôi mắt của một vị nữ nhân. Nữ nhân này rất quyến rũ, dù nàng đang sát khí đằng đằng nhìn mình, cũng mang tới cho người ta một loại cảm giác dụ hoặc kỳ quái. Chỉ sợ rằng đây là tu sĩ tầng 9 của Thái La Tông. Trong lòng Lục Diệp thầm nghĩ, hắn vội vàng đề phòng, âm thầm thúc giục linh lực toàn thân. Mặc dù hắn biết mình tuyệt đối không thể nào là đối thủ của tu sĩ tầng 9, nhưng nếu đối phương ra tay với hắn, hắn cũng không mặc kệ ngồi yên mà chờ chết. Rốt cuộc là Thang Vũ gọi đám người bọn họ đến là có ý gì? Gieo hận thù hay sao? Lục Diệp nhíu mày! Mấy ngày nay, số lượng tu sĩ Thái La Tông chết dưới tay hắn là không ít. Trong trận chiến cuối cùng, càng là du liệt đội bọn hắn làm hỏng đủ loại bố trí của hàng gia nguyệt. Bởi vậy mới nói, nữ nhân này chỉ hận không thể nào băm đám người lục diệp ra thành trăm mảnh cũng không quá đáng. Thanh Vũ Sơn đã thu nhập được toàn thắng, lúc này kéo bọn họ ra kích thích người ta, quả thật là có chút không khôn ngoan đừng có trừng lớn mắt như vậy, dễ dàng dọa sợ tiểu hài tử. Thang Vũ thản nhiên nói một tiếng, mặt ngoài coi như ung dung thản nhiên, kỳ thật trong lòng âm thầm sảng khoái, lại nhìn về phía lục dịp. Lộ ra ấn ký chiến trường xem. Lục dịp không biết gã muốn làm gì, nhưng vẫn dơ tay lên, thúc giục ấn ký chiến trường của mình. Trên mu bàn tay lập tức nổi lên ánh sáng màu xanh nhạt. Được rồi, Thang Vũ khẽ ngực đầu Tạ Kim dẫn mọi người rời đi Trong đại điện Thang Vũ nói Lần này ngươi đã tận mắt nhìn thấy rồi chứ Cái gì? Hàng Gia Nguyệt đang tức giận Nhìn theo bóng lưng của Lục Diệp Nhất thời chưa lấy lại tinh thần Vừa nghe Thang Vũ nói như vậy Đột nhiên kịp phản ứng cắn răng mắng Khốn nạn mà Mấy lần Thang Vũ tìm nàng đòi tiền đánh cược nàng đều lấy lý do không tận mắt nhìn thấy mà từ chối. Lần này lục dịp lộ ra hào quang ấn ký chiến trường ngay trước mặt nàng, tương đương với nàng không còn đường lui mà lợi dụng nữa rồi. Thiền cơ chứng kiến, đánh đánh cuộc thì phải chịu thua. Thang vũ vương tay về phía nàng. Hàng gia nguyệt tức giận gần chết, nhưng thiên cơ đã bắt đầu khởi động. Dù nàng không muốn cũng chỉ có thể đưa tay điểm lên ấn ký chiến trường của mình sau đó một chút ánh đỏ bay tới thang vũ nàng cắn răng huyền rũa. cẩn thận đó nghẹn chết người hai trăm công huân đấy hàng gia nguyệt đau lòng đến quặn thắt thang vũ thu ánh đỏ nét mặt khinh thường lại nhìn về tần vạn lý còn có người tần vạn lý ngẩn ra ta hả chuyện này nào có liên quan gì đến ta ta chỉ đứng đó xem náo nhiệt mà thôi bớt nói nhảm đi hai mươi điểm công huân thiếu một điểm ta vặn đầu người thang vũ hung tợn nói một câu đối với tần bạn lý gã sẽ không khách khí tần bạn lý dở khóc dở cười lúc này gã mới nhớ ra ban đầu hàng gia nguyệt muốn đánh cược thiếu niên kia là trần doanh phương nào quả thật gã đã đạt cược hai mươi điểm công huân nhưng gã chỉ đánh cuộc với hàng gia nguyệt hoàn toàn không liên quan gì đến thang vũ vậy mà đối phương lại nhảy ra tìm gã đòi tiền đặt cược, căn bản là không có chút đạo lý nào. Sau khi Tần Vạn Lý thở dài một hơi, đành phải điểm một cái trên ấn ký chiến trường. Một chút điểm đỏ bay về thang vũ. Coi như dùng tài tiêu tay đi. Dù tất cả đều có cảnh giới tầng 9, nhưng mà gã thật sự không thể nào trêu chọc vào hai vị đang ngồi này. Người bên thanh vũ sơn đã tệ tụ. Dù sao, bọn họ vốn đã hội tụ ở Bách Phong Sơn sau khi xác định danh ngạch sẽ có thể nhanh chóng triệu tập. Đợi không đến một canh giờ, đã có rất nhiều tu sĩ ầm ầm từ dưới chân núi chạy lên. Về cơ bản, nhóm tu sĩ này đều là một người một kỵ. Thoạt nhìn thú cưỡi của mỗi người đều rất thần tuấn bất phàm. Nhưng không chỉ như thế, trang phục của những người này tuyệt đối càng sáng sủa hơn chút. Lục Diệp thấy một màn này lập tức hiểu ra những người này hẳn là tu sĩ của tông môn giao hảo cùng Thanh Vũ Sơn. Từ lúc Long Tuyền Hội bắt đầu, bọn họ đã chờ ở trụ sở của Thanh Vũ Sơn rồi. Và hiện giờ Long Tuyền Hội vừa chấm dứt, sắp mở ra Long Tuyền, bọn họ mới tập kết đến bên này. Nhân số của đám người này không ít, chừng 3-40 người. Từng con thú cưỡi ầm ầm xẹt qua bên cạnh khi thế kinh người, làm cho không ít đệ tử Thanh Vũ Sơn nhìn mà hâm mộ vô cùng nội tình tông môn vòng ngoài không thể sánh với vòng trong, thậm chí là vòng trung tâm. Chỉ căn cứ theo sự chênh lệch giữa những tu sĩ cấp thấp này cũng có thể nhìn ra điểm ấy. Những tu sĩ kia đến trước đại điện, đồng loạt xuống khỏi thú cưỡi, tụ tập cùng một chỗ với nhau tự mình tán gẫu. Xem ra có rất nhiều người đều quen biết lẫn nhau. Lục Diệp phát hiện ra một hiện tượng rất kỳ quái. Tạ sư huynh, Sao không nhìn thấy tu sĩ trên tầng 5 ở nơi này? Không riêng gì tu sĩ Thanh Vũ Sơn, những tu sĩ từ tông môn bên ngoài này cũng vậy, không nhìn thấy một tu sĩ nào có cảnh giới trên tầng 5. Tạ Kim giải thích. Với tu sĩ trên tầng 5, hiệu quả mà Long Tuyền mang tới cũng không có lớn, đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao chúng ta lại hạn chế tu vi của tu sĩ tham gia Long Tuyền hội về phần nguyên nhân do đâu ta cũng không có rõ lắm nhưng đây là chuyện đã được chứng thực từ lâu rồi lục diệp đã hiểu rõ kiều xảo nhi lại có chút lo lắng đợi lát nữa sau khi chúng ta vào rồi thì những thú cưỡi này sẽ sắp xếp như nào đây nhiều yêu thú như vậy tụ tập chung một chỗ nếu không có chủ nhân ước thúc rất dễ dàng phát sinh hỗn loạn tới khi đó không cẩn thận chết mấy con thú cưỡi sẽ rất là khó coi Tạ Kim cười nói Không cần lo về chuyện này Sẽ có người lập tức dẫn thú cưỡi của chư vị Đến lòng thú để trông coi thật tốt Long tuyển hội cử hành đã không phải là lần một lần hai Mỗi một lần đều có rất nhiều tu sĩ từ bên ngoài cưỡi tòa kỵ tới đây Bên phía Thanh Vũ Sơn đương nhiên sẽ an trí tốt Chờ không bao lâu Người chăm sóc thú cưỡi đi tới hộ phách đi theo bên dưới lục diệp được sắp xếp ở trong một lồng thú. Có hơn trăm cái lồng thú ở đây, thoải mái để sắp xếp cho thú cưỡi của các tu sĩ. Mọi chuyện đã được chuẩn bị thỏa đáng khi màn đêm sắp buông xuống, bỗng từ phía dưới ngọn núi truyền đến một chuỗi những tiếng ầm ầm. Ngay sau đó là một cơn đất rung núi chuyển. Mọi người còn không rõ tình huống, bỗng bóng dáng thang vũ từ trong đại điện đi ra, nhìn mọi người chung quanh rồi cao giọng nói. Long Tuyền đã mở. Chư vị sư đệ sư muội lần lượt tiến vào trong đi. Lần này Long Tuyền mở ra 9 ngày. Mỗi ba nhà sẽ chiếm 3 ngày. Chư vị cần lượng sức mà đi. Tuyệt đối đừng cất cãi nhau. Chuyện xấu nói trước. Nếu trong quá trình rèn luyện xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Thanh Vũ Sơn chúng ta cũng không có chịu trách nhiệm đâu. Thanh Vũ nói ngắn gọn một phen sau đó ra hiệu những tu sĩ tông môn bên ngoài kia lần lượt tiến vào trong đại điện. Chờ sau khi bọn họ tiến vào mới đến viên tu sĩ của Thanh Vũ Sơn. Lúc trước, Thanh Vũ Sơn đoạt được 49 ngọn núi trong Long Tuyền Hội, cho nên lần này có 98 người được đi vào. Nhưng sau khi phân ra hơn 30 vị trí, danh ngạch nhà bọn hắn chỉ có được khoảng 60. Kỳ thật, con số này không quá ít, nhưng so với toàn bộ tông môn cấp độ linh khê cảnh là hoàn toàn không có đủ chia. Cho nên tới nay, danh ngạch Thanh Vũ Sơn có thể phân cho tán tu chiêu mộ cũng rất ít. Lúc này đây có thể được tới ba danh ngạch, thật sự là vì công hiến của tiểu độ lục diệp quá là lớn. Không biết từ khi nào bên trong đại điện đã mở ra một con đường ngầm đi xuống đất. Một đám tu sĩ nối đuôi nhau đi vào, tiếng bước chân từ khoảng không trống rỗng ở rất sâu phía dưới truyền đến. Mọi người theo mật đạo xoăn ốc đi sâu xuống, dạo bước tầm một nén nhang mời đến phía trước một cánh cửa bằng đồng cánh cửa lớn dày nặng cổ xưa cảm giác tang thương đập vào mặt trên cửa điêu khắc một con cự long bay múa giống như vật sống cánh cửa đã mở ra sương mù màu đỏ nhạt bắt đầu phun trào đằng sau cánh cửa tu sĩ đi tới nơi này cũng không hề dừng đồng lạc tràn vào trong sương mù màu đỏ cuồn cuộn này biến mất không thấy mà chỗ cửa lớn bằng đồng đang rộng mở Lập tức có xương đỏ bắt đầu phun trào Phản phất như có mảnh thú vô hình Chim cứ ở bên trong Nuốt một đám tu sĩ vào trong bụng Lục dịp xếp sau tạ kim Theo gã đi vào trong xương mù đỏ Nhưng sau khi hắn đi vào Chợt sinh ra một loại cảm giác không trọng lượng Cảm giác kia tới nhanh Mà đi cũng nhanh Chờ đến khi lục dịp phục hồi tinh thần Phía trước đã không thấy bóng dáng Của tạ kim đâu mà không chỉ mình gã, hắn cũng không nhìn thấy những tu sĩ đã đi vào lúc trước. Lục dịp không hoảng loạn, trên đường tới đây tập hợp, Kiều Sảo Nhi đã hỏi qua một chút chuyện về Long Tuyền. Tạ Kim cũng không giấu giếm, lập tức nói ra rất nhiều điều. Nhưng vì tu vi của gã không cao, thế nên điều gã biết cũng chỉ là những lời đồn mà thôi. Một tin tức trong đó chính là kinh nghiệm kỳ lạ lúc tiến vào nơi này sau khi tất cả người tiến vào nơi này đều sẽ xuất hiện trong một không gian nhỏ độc lập gần như không có bất cứ giao thiệp gì với những người khác về phần vì sao lại thế tạ kim lại nói không nên lời chỉ nói có trưởng bối trong môn phỏng đoán dường như nơi này có liên quan đến không gian bí mật nào lục dịp quay đầu quan sát xung quanh sương mù màu đỏ nhạt không quá nồng đậm cho nên cũng không hoàn toàn che lấp được hoàn cảnh bốn phía Hắn nhìn một hồi, lại phát hiện nơi mình đứng có chút giống một gian mật thất. Tại trung tâm mật thất, có một dòng suối to bằng miệng chén đang phun ra nước suối. Nước suối phun ra cũng không chảy xuôi bốn phía, sẽ nhanh chóng thấm vào dưới đất. Mà theo nước suối phun trào, bỗng xuất hiện sương mù màu đỏ nhạt phiêu đảng. Gian mật thất này không lớn chu vi chừng ba trượng, ngoài trừ con suối đang còn tỏa ra sương mù, không còn vật gì khác tình cảnh trước mắt khiến lục diệp cảm thấy mới lạ hắn không biết những người khác đã đi đâu nhưng có lẽ cũng giống như hắn đang ở trong một mật thất độc lập nào rồi chỉ sợ nơi này còn ẩn giấu một ít bí mật gì đáng tiếc lục diệp không có tâm tư đi tìm hiểu những thứ này mỹ thế lực phụ cận chiếm giữ nơi đây đã nhiều năm như vậy nếu thật sự có bí mật gì chắc chắn bọn họ đã sớm thăm dò xong từ lâu rồi thời gian không còn nhiều lắm lục dịp đi tới một góc mật thất lấy ra một tấm bồ đoàn trải xuống khoanh chân ngồi phía trên tỉnh khí ngưng thần tạ kim nói khi đến nơi này chỉ cần tỉnh tọa tu hành như thường là được theo hô hấp thổ nạp của bản thân những sương mù màu đỏ nhạt này sẽ rèn luyện thể khí của tu sĩ lục dịp mơ hồ có chút lo lắng từ lúc bắt đầu đến giờ một đường tu hành của hắn vốn không hề bình thường hắn thử nghiệm một phen quả nhiên thiện định tu hành như vậy không có một chút hiệu quả nào sương mù màu đỏ nhạt chỉ quanh quẩn bên ngoài cơ thể hoàn toàn không thể nào hấp thụ vào bên trong sương mù này mới đúng là thứ rèn luyện thân thể tu sĩ nhưng không thể dẫn vào trong cơ thể đương nhiên sẽ không tạo nên hiệu quả rèn luyện cũng may hắn đã sớm có biện pháp ứng phó với việc này Lục Diệp bắt đầu xây dựng tụ linh linh văn ở trong linh khí hút của bản thân. Tụ linh linh văn có thể hóa thành một cái phễu cực nhỏ, dẫn thiên địa linh khí vào trong linh khí hút của Lục Diệp. Nếu như xem sương mù màu đỏ nhạt nơi này thành thiên địa linh khí thì chắc hẳn tụ linh linh văn cũng có thể phát huy tác dụng. Rất nhanh, một cái tụ linh linh văn thành hình, Lục Diệp lập tức sinh ra cảm giác khác biệt dưới sự dẫn dắt của tụ linh linh văn sương mù bị dẫn tụ lại xuyên qua linh văn hình phễu tràn vào trong linh khiếu khác biệt với cảm giác lúc tu hành khi sương mù tràn vào trong linh khiếu lục dịp lập tức sinh ra một chút cảm giác đau đớn không tính là mãnh liệt thật sự giống như có người cầm một cây kim nhẹ nhàng chọc mình một cái chuyện này làm cho trong lòng hắn càng thêm chắc chắn bởi vì tạ kim nói đây là hiện tượng bình thường Rằng luyện thể lực cũng không phải là kinh nghiệm tốt đẹp gì. Mỗi người ở chỗ này đều sinh ra cảm giác đau đớn. Đây cũng là nguyên nhân trước đó Thang Vũ muốn mọi người lượng sức mà đi. Thiên phú tu hành càng cao có thể đạt được chỗ tốt ở nơi này càng nhiều. Tương ứng cũng phải thừa nhận thống khổ càng mạnh hơn. Theo tụ linh linh văn không ngừng phát huy tác dụng, cảm giác đau đớn rất nhỏ kia tiếp tục truyền đến gần như lục diệp có thể bỏ qua chút đau đớn này. Hắn bắt đầu xây dựng tụ linh linh văn thứ hai. Thoáng chờ đợi một lát, cái thứ ba, thứ tư. Cho đến khi tạo dựng ra 30 tụ linh linh văn, lục diệp nhẹ nhàng hừ một tiếng. Đến lúc này, theo sương mù màu đỏ nhạt không ngừng tràn vào, cảm giác đau đớn đã trở nên cực kỳ rõ ràng, không còn giống như có mũi kim nhẹ nhàng đâm tới. Trong cơ thể phản phất có thêm từng cây kim dài, không ngừng xuyên qua trong tướng chi bách hài lục diệt tạm thời dừng hành động tạo dựng linh văn bởi vì hắn cảm thấy nếu cứ tiếp tục làm vậy mình sẽ không thể nào kiên trì được cảm giác đau đớn càng ngày càng mãnh liệt cho đến đỉnh điểm lục Diệp chợt sinh ra một loại cảm giác toàn thân đều nóng rực tựa như cả người đều đang bị thiêu đốt cơ mắt toàn thân hắn gồng lên cao cao gân xanh nổi đầy trên trán thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn đau đớn kịch liệt làm cho mồ hôi toàn thân hắn như suối trào, làm ướt đẫm quần áo. Nhưng ngày sau đó, loại cảm giác đau đớn này lại bắt đầu giảm bớt. Mặc dù không hoàn toàn biến mất, nhưng đã tốt hơn lúc trước rất là nhiều. Lục dịp bình tĩnh lại, tiếp tục dựng lên tụ linh linh văn. 31, 32, mãi đến 40 hắn mới dừng. Lại đến một cực hạn, cảm giác giống như vừa rồi truyền đến trong cơ thể lại bắt đầu thiêu đốt, cảm giác đau đớn giảm bớt. Lần thứ ba, hắn tạo dựng linh văn. Cho đến khi tất cả linh khiếu của hắn đều được gia trì tụ linh linh văn, chừng 54 cái. Sương mù màu đỏ nhạt từ bốn phía chen chút mà đến, để cho lục dịp cắn nuốt. Hắn nắm chặt hai tay, gian khổ chịu đựng, thân thể không ngừng rung rẩy. Chợt, trong đầu hắn bỗng xuất hiện hai con người màu đỏ như máu Lăng không nhìn chăm chăm hắn. Trong đôi mắt màu đỏ tươi tràn ngập khí tức hỗn loạn cùng giết chóc. Dưới ánh mắt chăm chú của nó, lục dịp cảm thấy cả người lạnh lẽo. Dường như trong chớp mắt là giống như đã trôi qua cả ngàn vàng năm. Lục dịp chợt mở mắt ra, trước mặt cũng không có gì. Vẻ mặt hắn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Không biết rốt cuộc vừa rồi là ảo giác hay là gì. Nhưng lúc nãy dưới ánh mắt đỏ tươi nhìn chăm chú, Rõ ràng hắn đã nghe được một giọng nói già nua vừa cất lên một câu gì. Đáng tiếc, hắn không thể nghe rõ. Không biết từ khi nào đau đớn trong thân thể đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là trong bụng bắt đầu kêu lên ủng ục Cảm giác đói khát mãnh liệt chưa bao giờ có lại truyền đến. Phốc Thanh âm kỳ quái truyền ra. Lục dịp nheo mắt nhìn. Đã thấy ở giữa mật thất vừa có một thứ bị phun ra dọc theo nước suối hắn kinh nghi bất định nhìn một lát sau đó đứng người dậy muốn đi lấy nhưng mới đi ra được vài bước đã phát hiện có chút không đúng giống như thân thể của hắn có chút mất cân bằng cũng không phải là loại mất cân bằng do đầu óc choáng váng mà là hắn có chút không khống chế được sự mất cân bằng thân thể của mình rõ ràng là hắn muốn đi tới bên cạnh con suối nhưng chỉ đi được vài bước hắn đã vượt qua con suối đến bên kia mật thất thiếu chút nữa còn đụng vào tường lục diệt vội vàng dừng nhắm mắt yên lặng kiểm tra bản thân hình như khi huyết bản thân đã dư thừa gấp đôi lúc trước huyết dục toàn thân cũng trở nên càng thêm mạnh mẽ hữu lực hắn nhẹ nhàng nắm tay có lực lượng cường đại bắt đầu khởi động thể phách đã nhận được tăng lên rất khoa trường đây mới là nguyên nhân khiến hắn không khống chế được thân thể mình bởi vì lực lượng của hắn đã tăng lên quá lớn trong một khoảng thời gian ngắn tốc độ cũng tăng lên rất nhanh nhưng tư duy lại chưa thích ứng được với thân thể mới. Khi lục diệp tĩnh tâm, dường như tất cả mọi thứ xung quanh cũng đều trở nên chậm chạp. Long tuyền tôi thể, vậy mà có chỗ tốt lớn như vậy ư? Lục diệp có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Dường như điều này không quá đúng. Nếu long tuyền tôi thể thật sự có chỗ tốt to lớn như vậy, sợ rằng nơi này đã sớm bị các đại tông môn đứng đầu chiếm rồi. Nào còn đến phiên Thanh Vũ Sơn và Thái La Tông Cử hành Long Tuyền hội gì gì tùy nói trụ sở của Đại Tông Môn đứng đầu Đều ở trong vòng trung tâm Nhưng chỉ cần bằng hắn phái người tới Là chiếm được thôi Lúc trước Tạ Kim đã từng nói Quả thật rèn luyện trong Long Tuyền có lợi Nhưng mà không tới mức Làm cho một người thoát thai hoang cốt Long Tuyền vẫn còn kém xa Những bảo vật tôi thể Mà các Đại Tông Môn đứng đầu đang chiếm giữ cho nên, gã cần nói để đám người lục dịp đừng có kỳ vọng quá lớn. Chỉ cần tận lực mà làm. Thế nhưng, ngoài trừ tác dụng rèn luyện thể phách ra, Long Tuyền còn có một tác dụng khác. Đây mới là nguyên nhân để cho những đệ tử Đại Tông Môn xông tới chia một chén canh. Nhưng giờ phút này, lục dịp lại rõ ràng phát hiện được một loại cảm giác thoát thai hoang cốt từ trong cơ thể mình. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi hồi phục tâm thần sau đó xoay người, bắt đầu chậm rãi bước đi trong mật thất. Ban đầu không quá thuận lợi, hắn tự như một đứa bé mới bắt đầu học bước, không cẩn thận sẽ đụng vào tường. Dừng đi vài vòng sau khi thích ứng với sự thay đổi của thân thể, tình huống lập tức tốt hơn. Cho đến giờ phút này hắn mới phát hiện, sương mù màu đỏ nhạt vốn đang tràn ngập nơi này đã biến mất vô ảnh vô tung con suối kia vẫn còn đang phun trào suối nước Nhưng đã không thấy sương mù tràn ra Cảm giác đói khát càng thêm mãnh liệt Giống như đã nhiều ngày hắn không có ăn gì Lục dịp tạm thời không để ý tới vật không hiểu Vừa phun ra bên con suối Hắn vừa tiếp tục đi trong mật thất Vừa lấy một ít thịt khô trái cây Từ trong túi trữ vật ra lấp đầy bụng Hắn ăn hết hơn 10 cân thịt khô Lúc này mới sinh ra cảm giác no bụng có tiếng vang réo rắc truyền đến, đầu tiên Lục Diệp ngẩn ra, ngay sau đó hắn đã phản ứng lại, thanh âm dồn dập. Tạ Kim nói rằng khi chuông reo ba tiếng có nghĩa là thời gian đã đến, tất cả mọi người sẽ phải rời đi. Ba ngày đã trôi qua rồi sao? Lục Diệp kinh ngạc, hắn cảm thấy bản thân mới ở chỗ này được nửa ngày mà thôi. Trước khi tiếng chuông cuối cùng vang, Lục Diệp bước nhanh đến bên cạnh con suối một tay cầm lấy thứ đã phun ra từ trong con suối khi trước, trực tiếp nhét vào trong túi trữ vật. Còn chưa kịp kiểm tra xem thứ này rốt cuộc là gì. Cảm giác mất trọng lượng lúc trước lại truyền đến. Lục dịp cảm thấy hoa mắt, đã xuất hiện trước cửa lớn bằng đồng. Bốn phí nhộn nhịp đều là người, hiển nhiên tất cả mọi người đều bị đưa ra ngoài. Mùi hơi thối truyền đến khiến lục dịp không có nhìn được nhúng nhíu mày. Mùi vị kia cực kỳ nồng đậm, mà hình như còn không chỉ có một loại, có không ít nữ nhân đã bị mùi vị này kích thích phát ra tiếng nôn ọe. Nhanh đi ra ngoài thối chết rồi. Có người hét to, dẫn đầu đi về con đường đã tới lúc trước. Thể nội tu sĩ có nhiều tạp chất, lúc tôi thể, những tạp chất này sẽ bị bài tiết ra ngoài và không đơn giản chỉ có tạp chất còn có đang độc. Những đệ tử xuất thân đại tông môn kia chạy đến bên này, song song với mượn Long Tuyền tôi thể mục đích chủ yếu là khu trừ đang độc trầm tích bên trong thể nội. Trước khi tới đây, bọn hắn sẽ phục dụng lượng lớn linh đan tăng cao tu vi, không để ý tới việc đang độc trầm tích. Tới khi đi một chuyến vào bên trong long tuyền đang độc tiêu tan, làm như vậy có thể tăng lên không ít tu vi chỉ trong một thời gian ngắn. Điều này sẽ làm cho mỗi một người trong đám này đều trở nên thối hoát. 9-10 người tụ tập chung một chỗ dưới mặt đất lại không có thông gió. Mùi vị kia chua tới mức nào cũng có thể dễ dàng đoán ra. Khó trách, những nữ tu yêu cái đẹp sẽ bị kích thích tới nôn mửa. Thời điểm đi vào, tất cả mọi người đều chậm rãi. Tới lúc trở về, lại cấp tốc như lôi đình. Không qua một lát, đã lên tới đại điện trên núi. Lập tức, có người của Thanh Vũ Sơn dẫn đám người đi đến ngọn núi gần đó, gần như tôi thể xong lập tức đi tắm rửa, đã thành quá trình tiêu chuẩn của Long Tuyền Hội. Lại nói ở ngọn núi phụ cận có không ít dòng suối, thế nên nam nữ được tách riêng ra. Kết thúc tập 26 Bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.